Trận đấu giữa NIP cùng với đó em thôi. Mark đầu tiên chúng ta sẽ là Mark thi đấu Nuke. Bây giờ các thành viên của bên phía team NIP họ đang tấn công vào trong khu bom site A. À không, N mới là người tấn công bom site A thì đúng hơn. Nhưng Alu vừa đổi một rồi. Red Terror hạ gục điệp Alu và đó sẽ là round hiệp pistol đầu tiên dành cho bên phía team NIP. Một không dành cho bên phía team NIP và bây giờ thì em sẽ có một round thi đấu fog bài luôn. Đây sẽ là một round thi đấu fog bài mà các thành viên của bên phía team N họ đang có khá nhiều SMG và một khẩu Gali. Trong một round thi đấu fog bài như này thì họ đang muốn ra A nhưng bom xe A có đến 3 người ở đây. 3 bom xe A sẽ là một đình phòng thủ được ở cái map thứ đời lúc này. Ba bom xe map đấu đến lúc này sẽ cực kỳ là chắc chắn. Và hãy cùng xem nào, liệu NIP họ có thể lên được cái con số 2 hay không. Đối phương đúng là đang có những cái khẩu súng cũng không phải là quá yếu đâu. NIP không nên đưa ra những cái quyết định quá chủ quan ở trong cái round đấu quyết định như này. Sẽ là một round thi đấu mà các thành viên của bên phía team N họ đang muốn đánh chậm lại rồi. Họ đang không có nhiều đồ trên người cũng như là những khẩu súng to nữa. Fake for smoke ra khu outside rồi. Nhưng đây tôi nghĩ rằng sẽ phải fake khu bombsite along để đi ra khu bombsite A thật mà thôi. Bắt đầu đi ra rồi đây này. Nhưng mà Hampus vừa rồi đã đổi 2. Vị trí Snappy đổi 1. Nhưng mà tình huống vẫn là 3 vẹt 3. Và Dicha đang đi bài tờ khéo nha. Anh chàng này đang quắc ngay quay sau lưng của vị trí Nock. Nào bây giờ thì quả bom thì đã rời khu cửa nhỏ rồi. Polovsky chỉ cần lắc ra thêm một nhịp nữa thôi. Và đó là mạng dành cho Polovsky. Phát hiện luôn là Snappy rồi. Tình huống bài tử đi tra cần phải nhanh hơn. Snappy quá yếu máu rồi. Chỉ cần dính thêm một viên đạn thôi anh ta sẽ phải nằm xuống. Và liệu rằng Nack có biết rằng một player đang bài tơ ở bên phía team N hay không nào. Lắc tâm ra khả năng sẽ là có mạng đến từ anh chàng Nack đây này. Và đây rồi, đó là cái đầu dành cho anh chàng Nack. Và Polovsky họ cũng nốt đi Snappy 2-0 dành cho NIP. Vừa rồi N bị bại lộ vì đánh quá chậm. Nên các thành viên của team NIP cũng đã hình dung ra được là tại sao một người lộ vị trí rồi và người còn lại thì vẫn đang ở đầu. Đi bài tờ chứ còn ở đầu nữa. Và đó là một tình huống mà thằng mình Nock đã lắc ra rất tốt mà thôi. Và đối phương Ends họ sẽ phải có một round đấu ego gần như là trắng. Thì mà Snappy cùng với Alu là những người cho mình cái giáp 1 mà đó để em mà thôi. Và hãy cùng xem nào, liệu rằng NIP họ có thể lên được 3-0 hay không đây. Một round đấu mà đối phương mạnh súng ở đó là round đấu trước thì họ đã chiến thắng rồi. Còn bây giờ thì yếu súng hơn mà còn để thua nữa thì không biết kịch bản này gọi là kịch bản gì nữa. Nắc đó một góc kê cực kỳ là chuẩn chỉ ở đây. Góc này góc sẽ được bắn trước và đây rồi, mạng đầu tiên cho Nắc khi gạo được anh chàng đi trà. Tiếp theo là Hampus chỉ với 3 viên đạn thôi, đó là một mạng rồi. Rất uy tín và tiếp theo sẽ là gì đây? Hampus bị bắn cho mình nó một viên, 2 viên rồi nhưng mà 2 viên đạn của Doto đã khiến anh ta phải nằm xuống luôn. Tiếp theo là Alu. Và có vẻ cái round này các thành viên bên phía đội NIP không mất bất kỳ một súng nào cả, cực kỳ thành công. Và cái lợi thế nó đang thuộc về NIP, hoàn thành xuất sắc sau khi thắng round Piston Round. Và đây sẽ là cái thử thách khó nhằn tiếp theo của bên phía NIP khi mà Ensor có thể full buy súng đạn cũng như là lượng utility khá đầy đủ. Vâng, và đây rồi, chúng ta cùng xem lần này có vẻ muốn đi vào khu vực B-Ram đến từ thành viên bên phía team Ends. Và ở đây chúng ta có Hampus. Hampus ở đây trắng xóa nhưng vẫn kịp đó làm cái đầu Spinix và sủi ngay về thôi.
bắt đầu những cái quả lửa trả ra để tránh đối phương đi vào khu secret rồi. Như vậy là rất thành công đến từ NIP khi lợi thế hơn người đã thuộc về họ. Và Tempest là có một góc kế trước, và Tempest có cho mình cái double kill. Liệu có triple kill không đây nào? Có triple kill cho Tempest rồi, như thế là quá tốt. Snappy bây giờ mới đổi được mạng của anh chàng người Thụy Điển cơ. Snappy đã lội vị trí, Polovsky cũng như vậy. Tuy nhiên rằng lợi thế hơn người lại đang thuộc về NIP, và Polovsky là người bắn cực kỳ tốt cho tình huống bắn tay đôi với Hoàng thượng Alu vừa rồi. Một mình Snappy sẽ đối chọi lại bốn thành viên của NIP như thế nào đây, và lại còn bị kê trước nữa. Cặp đôi bom xe B của NIP bắn quá tốt ở trong round đấu vừa rồi. Và tỷ số là 4-0 dành cho bên phía team NIP. Đội tuyển đến từ Thụy Điển đang có một cái nhập cuộc tốt. 4-0 rồi, đây là cái tỷ số mà rất nhiều team mong muốn ở bên phía Cityside. Matthew the Nook, và bây giờ hãy cùng nhìn lại cái highlight của anh chàng Hampers. Snappy muốn cố gắng bắt người nhưng cũng phải chờ đến Hampers bắt được hai người đồng đội của mình mới chịu nằm xuống. Quá tốt đấy, từ bộ đôi bom xe B mất có một nhưng mà đổi được tận đó là tận 5 người, rất hiệu quả. Hãy cùng xem nào, En cho mình một quyền tát thưởng thăm đầu tiên, và có vẻ như đây sẽ là một quyết định mua luôn đến từ các thành viên bên phía team En. Một người lên Gali giáp 2, còn lại sẽ là Hap Bay. Đây là chiến thuật hero Gali rồi, với lượng bom nút tiền đã là 4. Và Hap Bay round thi đấu này nếu như đặt được bom và để thua thì En trong round thi đấu sau họ sẽ có những cái giáp 2, những khẩu AK và thậm chí đó là cả ọp nữa. Bắt đầu ném bài ra bom xe A, nhưng đây là tình huống fake along đến từ các thành viên bên phía team En. Liệu rằng đây có tình huống đánh vào khu bom xe A không đây? Đây rồi, Snappy, đây là những quả pop flash vào trong khu bom xe A để chạy từ mái nhà H ra. Nhưng ZTR đang ở đây, Rex đổi một và lộ vị trí. Hampus cover là hãy double kill như Hampus, và Rex nằm xuống dưới đôi bàn tay của anh cho Snappy. Knockdown ở đây rồi, bắt đi vị trí Spinix, và cuối cùng thì là một round thi đấu anti hấp bài của bên phía team NIP rơi đi mất 3 người. Hơi đáng tiếc, nhưng lượng tiền của họ vẫn còn là nhiều, nên như thế vẫn cứ có thể gọi là chấp nhận được rồi. NIP dẫn được đó là 5-0 cơ mà. Hampus lần này không bắn ở B-RAM nữa mà chuyển sang bắn ở khu vực bom xe A, và đã thành công trong việc cho riêng mình đó là hai cái mạng của bên phía team Ends, và Nuck hỗ trợ thành công. Đó là round thứ 5, một round thắng mà thể hiện được rằng là cái tốc độ retake trở về của NIP nó là cực kỳ nhanh. Nhưng mà nói gì thì nói thì đây cũng là một trong những cái map thi đấu mà NIP thi đấu rất tốt. Setup bài hỏa tốc ra khu A-long rồi. Hampus không biết rằng đã có bao nhiêu người xuống được khu secret. Một quả smoke rơi đi đâu đến này, En ơi. Trời ạ. Và bây giờ thì Nox sẽ có một tình huống mà gây họp trước ở khu vực hầm này. Nhưng nếu như đây là tình huống giạt ra thì nó khả năng cao sẽ bắn trượt. Và bây giờ thì đó là tình huống nhá, hơi bị quê đến từ vị trí đi trà. ZTR đã đẩy vào được khu vực lobby rồi. Spinix đi không cẩn thận là sẽ bị hạ gục này. Di chuyển khéo đến từ vị trí Spinix. Và bây giờ thì ZTR đối đầu với Spinix, ai sẽ là người chiến thắng đây? Spinix chủ động đặt tâm và ZTR đã nằm xuống rồi. En đổi hướng khi mà biết người trong bom xe A đã có động thái đẩy. Nhưng bây giờ thì Hampus có cho mình mạng thiếu thứ 10. Mạng thiếu thứ 11 không có, khi mà đó lại là một tình huống bắn yếu đi Snappy và Doto. Tình huống đang đưa về là 3v3 rồi. Các thành viên của team NIP bỏ A để xuống B. Trời ạ, NIP đang tính toán điều gì thế này? Liệu rằng đây có phải một tình huống mà bắt bài hay không đây? Nhưng tôi nghĩ là không. Polovsky ở đây thì lại làm cái điều bất ngờ. Và đó là hai mạng của Polovsky. Chỉ còn một mình Spinix lần cuối đã có thông tin ở trong cụm bom xe A. Vậy là NIP trong tình huống vừa rồi nghĩ rằng đối phương xuống B và đã di chuyển đội hình xuống B. Và một tình huống mà các thành viên của bên phía team NIP có được thông tin là đối phương vẫn đang ở khu secret. Một tình huống rủ nhau đẩy là tốt đến từ NIP. Bây giờ Spinix nhặt được bom đấy và sẽ đủ thời gian lên A. Nhưng mà có người chạy từ ven vào thì nó sẽ là nhanh hơn cơ. Và anh ta chủ động trả một quả lửa ven để chống đối phương đẩy lên, rất là hợp lý. Nhưng mà cùng xem nào, có biết một người đã khu mini hay không đây? Spinix bắn yếu, và cái quả bom này liệu được đặt thành công hay không đây? Và quả nết nó đổ nhưng mà không chết đến anh chàng người Israel. Và sẽ cùng xem tình huống clutch 1v1 này, liệu Spinix có thành công hay không? Không thể thành công khi mà Nắc là người khỏe máu hơn rất nhiều. Có vẻ như cái quả nết lọt khe rồi nó lại lọt đi chỗ nào khác. Nó cũng là cái khe. Không thể kết thúc đi được vị trí của anh chàng Spinix. Suýt chút nữa thôi thì anh chàng này đã có một điểm flash 1v2 thành công. Nói rằng Polovsky ở trong pha phòng thủ ở vị trí secret đổi hai là quá tuyệt vời. Nock đây là tình huống phản xạ tốt. Và Nock vẫn chưa chết mạng đầu tiên.
6-0 này cho bên NIP rồi. Và bây giờ thì En sẽ có một đào tiếng full bài đầy đủ. Đi trà vẫn chưa giết người. Anh chàng này từ nãy đến giờ thì mới chỉ là cái role fighter mà thôi, nên chưa giết được người thì cũng có thể hiểu được phần nào. Knock đẩy ọp ra để sớm clear đi cũng ấy lòng. Nhưng trên offside low có người knock ơi, không nhìn thấy ai rồi. Bây giờ về bắt bài ở A rất hợp lý đến từ NIP. Họ đã bắt bài cho mình, đó là 4 người bom xe A cơ. Hãy cùng xem nào, liệu lần này En sẽ có thể đi vào khu vực má nhất thành công hay không đây. Bắt đầu quả lửa được trả ra rồi. Vị trí của Rex thì chưa bị lộ, và hãy cùng xem. Nắp ở đây, mù lòa vẫn bắn chết Spinix. Nhưng mà ở đây thì ZTR đã phải đổi vị trí. Quả lửa đốt đau quá. Tiếp theo là ai đây? Tiếp theo là Rex và double kill ZTR rồi. Bắn cực kỳ tốt trong vụ bom xe A. Và hãy cùng xem hai player của En họ sẽ làm như nào đây. Chắc chắn biết được rằng là hai player của NIP cũng đã yếu máu, nhưng Polovsky là người bắn tốt hơn so với Alu. Và còn lại một mình đó là Doto. Doto đổi một, liệu đổi được. Ôi một pha phản xạ cực kỳ nhanh ấy từ anh chàng Doto. Nhưng mà đấy là tất cả những gì anh ta có thể làm ở trong round thứ 7 vừa rồi mà thôi. Liệu rằng đội hình của En đã tuyển được một anh chàng điệp viên 007 rồi, thì liệu rằng có bắt đầu chơi game ở trong round thứ 8 này không đây. Vừa rồi đó là những tình huống bắn crossfire tốt cho nhau đến từ NIP ở trong vụ bom xe A. Nó có một tình huống bắn cho mù lòa hạ gục đi Spinix. Có vẻ như Spinix vừa rồi hơi giật mình với cả tình huống xuất hiện ọp ở trên khu Heaven thì phải. Còn đây là một cái highlight của Doto, một tình huống Inhuman Reaction. Vì nhận như thế vẫn là chưa đủ, và NIP họ đang có cái lợi thế dẫn trước đó tận 7 round cơ anh em ơi. Và quả nết này trả ra khiến Spinix bắt cho mình đó là 34 HP, rất là nhiều nha. Và chúng ta thấy rằng là bộ đôi bom sai B của NIP họ đang đảo vị trí cực kỳ là nhiều. Polovsky lần này là người bắn ở trong khu vực B-Ram, và Hampus là người bắn ở Secret. Hai người này cứ đổi vị trí và chắc chắn rồi, cứ đổi người phong cách bắn của họ sẽ là khác nhau. Lần này muốn đi vào ven ư, hãy cùng xem nào, có đi thành công hay không đây. Rất nhiều flash trả ra vào Rex có cho mình một mạng rồi. Có lẽ đang nghe tiếng một thành viên bên phía team Ence họ đã bò xuống khu vực ven. Tiếp theo là như nào đây, tiếp theo Snappy họ được Rex. Và Doto đang đặt một quả bom ở trong quả smoke này, liệu thành công hay không? Bom đặt thành công rồi, tình huống đưa về là 4v3, có thể làm được đến từ đội tuyển đến từ Phần Lan. Hơi nhưng mà hơi khó nha, khi mà ZTR ở đây sẽ có khả năng bắt được ít nhất là một người. Nào, bây giờ thì ZTR lại không bắt được ai rồi. Tình thế liệu rằng có đảo chiều hay không đây. Polovsky đang đẩy vào tìm người trong bom, nhưng người trong bom đã di chuyển đi một góc khác rồi. Hampus nằm xuống dưới bàn tay của Doto. Và bây giờ thì Polovsky kết thúc đi được vị trí của anh chàng Snappy rồi. Nó hạ gục điệp Doto, nhưng mà ở cửa nhỏ vẫn đó là vị trí hoàng thượng Alu. Và bây giờ thì đã lộ vị trí rồi nha, biết là ở cửa nhỏ rồi, bắt buộc phải gỡ luôn. Và bây giờ là một tình huống lấy thân mình chèn tá súng, nhưng mà Alu đã có tiếng clutch 1v2 và chết luôn cùng với quả bom này. Vâng, quyết tử để được một round thắng đầu tiên đến từ hoàng thượng Alu, và quyết định của anh chàng người Phần Lan này đó là thành công. Khi mà vị trí của Hampus là người đang cầm full set bomb mở ra cơ hội retake dành cho NIP thì anh chàng ấy chết quá nhanh. Mà tình huống đó nếu em nhìn không nhầm là anh chàng Hampus bắn 4-3 thì phải. Cái góc đấy anh em mình xem 16-9 thì nhìn được, nhưng 4-3 thì sẽ không nhìn được. Chính xác, chính xác. Vừa rồi thì hơi lỗi đến từ vị trí của Hampus cũng như là ZTR. ZTR chỉ đối đầu với những khẩu lục thôi, nhưng cũng không thể nào mà chiến thắng được. Để thua trong một round thi đấu, đối phương hấp bài đáng tiếc. NIP đến luôn với một key round. ZTR đang phải lên cho mình một khẩu SMG cùng với rất nhiều đồ để hỗ trợ cho những đồng đội của mình rồi. Hãy cùng xem, nếu như En sẽ thắng được ở cái round đấu này thì cái cơ hội họ lên được cái con số 3 hay thậm chí là 4 nó sẽ được mở ra. Bên phía bên kia thì vị trí đi trà vẫn chưa chơi game. 008 đến từ vị trí đi trà. Bây giờ thì sẽ là một round thi đấu mà các thành viên bên phía team N họ đang muốn đánh đi đâu đây. Họ đục xuống B và họ đã có giao thiệu chiến thắng đầu tiên. Nhưng bây giờ thì Spinix khả năng cao sẽ nằm xuống dưới đôi bàn tay của Polovsky thôi. Polovsky có vẻ như đã nhìn thấy rồi, nhưng bây giờ thì Polovsky không thể kết thúc đi được Spinix trong một tuần bắn. Và Polovsky lại muốn đẩy ra nhưng mà đã bị bắn yếu rồi. Hơi liều đến từ Polovsky nha. Hampus lần này sẽ bắt được ai hay không nào? Chắc chắn sẽ một quả lửa được trả của Secret. Hãy cùng xem. Bắt đầu đang có những quả smoke để che ra khu vực outside rồi. Và Hampus một lần nữa sẽ là key player, và anh chàng ấy chủ động trả nó quả smoke. Những cái quả smoke này hơi lỗi một chút thì phải, khiến cho Hampus phải lùi về. Chắc chắn là lỗi rồi. Quả smoke này cũng đã tự phế đi cái thông tin của anh chàng Hampus ở cái Secret. Đi trà đang phải kê lại khi mà tự nhiên lại có một quả smoke ở đây.
Nhưng có lẽ đây sẽ là tình huống tiếp tục đánh nhá, bom xe A đến từ N. Mấy ông NK này hình như là không tập bài ở khúc bom xe A. À không phải, là không tập bài ở B à, mà cứ muốn tập bài đánh ra A như thế này. Tập bài đánh A, nhưng mà nãy giờ chúng ta thấy đó là N đánh vào A thì lúc nào nó cũng thua. Round đầu trước đánh vào B một phát là thắng luôn. Và Red ở đây sẽ đợi quả flash của đồng đội. Và đây quả flash là cực kỳ trắng và xấy nối là tốt đến từ chàng Red. Biết được đối phương đang ở cái sau cái ven này. Và đây thì chúng ta thấy rằng Hamper xạ được Alu. Và lại một mình anh chàng đi trà. Và đây là cái cơ hội mở ra để anh chàng này có thể khai xuân cho mình bằng một cái mạng. Có thể xả van đúng không? Khi chính mà ZTR và Polovsky thì cũng đã rất yếu máu rồi. Đi trà mà xuống đây thì có lẽ sẽ làm tình huống mà có mạng thật rồi. Khi mà Hampus không thể ngờ rằng là đi trà từ ven xuống. Nhưng mà bom thì đã rơi rồi đi trà ơi. Anh chàng này sẽ đi xếp súng rồi và sẽ ăn mừng cái mạng đầu tiên của mình với một tình huống không được cộng tiền. 8-1 dành cho bên phía team NIP và bom xe A đang là cái tử địa dành cho bên phía team NK. Hỏng rồi, NK như này ke nhiều mảng quá. Ke này là ke gì? Không biết là ke, ke nào đâu. Đây thì họ Rex xây nối, Rex luôn luôn là player xây nối cực kỳ là mát tay. Và thôi, suy cho cùng thì NIP họ vừa thắng được một cái key round cực kỳ quan trọng. Và họ sẽ đẩy đối phương vào cái thế yếu súng. Mà đối phương sẽ phải hát bài mà thôi. Mặc dù lượng tiền cộng vào đó là 2k9 đấy. Nhưng mà Ends họ sẽ muốn những cái round thắng hơn cơ. Hãy cùng xem nào, vị trí của anh chàng Red đã đẩy được khá xa rồi. Và đã bắt yếu cho Snappy. Đang những tình huống trao đổi chiêu thức và Hampus trao đổi chiêu thức bắn chết được Hoàng thượng Alu. Tiếp theo là ZTR xây nôi cũng mượt không hề kém so với anh chàng Red đâu nha. 30 viên làm thành 3 mạng. Và một round đấu NIP họ không mất bất kỳ một khẩu súng nào cả. Cực kỳ thành công. Trung bình cứ 10 viên là ZTR làm được 1 mạng. Và đó là những gì mà những player trẻ đã có sẵn trong người. Đó chính là cái tố chất chơi game. Một tính bắn tốt đến từ ZTR. Và hãy cùng nhìn lại tình huống này thôi. Sprite control phải gọi là nét đen đen luôn. 9-1 rồi. 9-1 rồi và khoảng cách đang là 8 round thi đấu. And bây giờ thì có vẻ như đang muốn đổi bài. Đây là tình huống Nurse má nhà hắt ra Snappy. Đó là mạng dành cho vị trí Snappy. Nhưng GTA vẫn còn ở đây. Một mạng rồi nhưng Alu chết kill là nhanh. Hai người ở trên Heaven như này không khác gì là sẽ bị phế đâu nè. Đây là một tình huống 3v2 và cơ hội để có round trên chiến thứ hai thì N khá gần nha. Polovsky ăn một quả nết khá là đau. Một smoke one way để trả ra đến từ NIP để retake từ đường Heaven. Trời ơi, đi retake từ đường Heaven chưa giờ là dễ cả. Vâng, rất nhiều flash cũng như là nết được trả ra. Hãy cùng xem nào. Ở đây thì người đầu tiên nó xuống đó là Polovsky. Tiếp theo đó là Hampus. Và Nắc ở đây chắc chắn phải đi xếp cho mình khẩu ốp mà thôi. Nhưng liệu xếp được hay không nào? Đối phương đã vào được khu vực gara rồi anh ơi. Fake tiếng nhảy xuống. Nhưng mà liệu rằng là em sẽ có bị lừa hay không? Nóc đang bỏ chạy. Và nếu như chạy ở xuống khu bom CB thì sẽ là mình xếp súng thành công thôi. Chắc chắn là như vậy rồi. Khi mà những thành viên của bên phía team N họ nghĩ rằng là Nóc đang xếp ở khu city. Round thiêu chiến thắng thứ hai dành cho bên phía team N. Một round thì chiến thắng đầu tiên thì thắng ở B. Một round thi đấu còn lại chiến thắng thì chiến thắng ở A. Đều rồi. 1+1 thì không biết rằng có phải bằng 3 round thiêu chiến thắng này cho bên phía team N hay không. Đó, nếu bây giờ chiến thắng round này thì khả năng con số nó sẽ là 4 cơ. NIP họ vẫn có thể bài được. Sau khi ở round đấu trước đó, round đấu anti-hack bài, họ giữ được khoảng nguyên 5 súng. Và sẽ là cái key round dành cho đội tuyển đến từ Thụy Điển. Nào bây giờ thì N trong một round thi đấu mà trước đó họ đã đánh nhanh và giành chiến thắng. Nhưng bây giờ thì Hampus sẽ có một free kill ở đây thôi. Alu bị hạ gục rồi. N đang muốn đổi hướng rớt xuống ram. Nhưng bây giờ thì Nock đã ở đây hạ gục Spinix rồi. Hai mạng dễ dàng nhất trong cuộc đời dành cho vị trí của Nock. Ôi Polovsky bị mù bởi chính quả smoke của Nock cơ. Dodo thì vẫn đang muốn đi qua cái quả smoke này. Nhưng mà những quả flash được ném ra liên tục đến từ N là không mù. Nó có 3 mạng và có lẽ là Polovsky sẽ kết thúc luôn Snappy ở đây thôi. Đúng là như vậy. 12 dành cho bên phía team NIP. N đang bị lạc ở trong map tiểu nút này. Chắc chắn là như vậy. Họ lạc bởi vì họ đi quá chậm. Tất cả những round thắng mà họ giành được đều là những round đấu mà họ phi cực kỳ nhanh. Xuống bom xe A hoặc là xuống cả bom xe B. Mà khổ qua phi chậm thì lại gặp anh chàng đó là Nắc. Vẫn sẵn sàng với một khẩu ốp ở trong tay. 12 rồi, đây là map pick của các thành viên bên phía team Ends nha.
và họ đang để bị đối phương dẫn 12 thì thực sự mà nói đây là cái kịch bản mà Alu cùng những người cận vệ của mình không bao giờ không muốn đến. Đúng rồi. And bây giờ có vẻ như lại đang muốn phi cùng nhau ra khu vực bom site A rồi. Nhưng bây giờ thì Rex sẽ phải lựa chọn một vị trí thông minh. Snappy lại vào cái vị trí ném quả lửa vào trong bom. Rex đã nghe thấy những tiếng chạy trên nóc silo rồi đó. Vâng, và tiếp tục sẽ là một quả smoke nữa trả ra. Đây sẽ là một quả smoke câu đi rất nhiều time đến từ En. Nếu như cứ hậu ở cái cửa vàng như thế này, với một đội hình hậu đông như thế này đến từ En thì có lẽ sẽ làm tình huống đánh ra khu bom xe A từ H cũng như là cửa vàng rồi. Nhưng mà tôi đã tự hỏi là D-Cha đang cầm nết như thế này để làm gì đây. Nết này nét này có vẻ là hơi vô nghĩa một chút. Và đây thì Red có cho mình cái double kill không chính xác là có hỗ trợ của Hampus. Tiếp theo chúng ta có gì nào? Tiếp theo ở đây đi tra hạ Red đấy, nhưng mà ZTR đổi mạng lá nhanh. Bom xa vẫn đang thủ chắc quá mấy anh NIP ơi. Tiếp theo là Alu phải nằm xuống. Đi tra lại là player cuối cùng của thành viên bên phía team End rồi. Hạ 33 HP như này thì sẽ là dấu chấm hết dành cho bên phía team End mà thôi. Nock đã bắn đến cho mình 13 xác, Hampus thì 16. Có lẽ cái lượt split half này là show diễn riêng của những thành viên bên phía team NIP. Còn bên phía bên kia thì đi trả hai mạng, chết 12 lần. Có lẽ đây sẽ là một tình huống mà Theo đang quên đến team End rồi. Khi mà cái vai trò của đi trả ở trong team End bên phía T là không có quá nhiều impact. Nó một cách đơn giản là NIP tất cả player họ lên được 2 số thì End 4 trên 5 thành viên họ mới chỉ có 1 số mà thôi. Sự của nó là một ngày thiếu đáng quên. Bây giờ mà tỷ số của lượt first half phải tầm 11-4 thì tôi nghĩ rằng sẽ gọi một team vào và ăn lại được NIP, đó chính là Achalit. Cứ để mà En cứ bắn như thế này mà đòi ăn lại được Nip ở trong map Twitter Nook thì tôi nghĩ rằng nó là hơi khó. Đó, thứ 14 các thành viên bên phía NIP họ thừa sức bài từ giờ đến hết lượt first half cơ. Chả gì mà vội vàng cả. Hãy cùng xem nào, một round đấu mà bên phía team End họ chỉ có những khẩu lục và những cái giáp mà thôi. Hát bài như này thì thắng làm sao được, thì mà full bài còn không thắng nổi. Định chạy cửa vàng ra nhưng mà đối phương ném một quả lửa ra lại cửa vàng, không thể dừng lại được. Bây giờ thì End bắt đầu phi vào rồi, nhưng đi trả đổi một nhưng Rex lại làm đi cái mạng của đi trả. Hampus biết là đã có người xuống khu bom xe B và phát hiện ra một thành viên đang ở vị trí hầm rồi. Hampus đang back up về và đối đầu với Hampus là Spinix. Đây là một tình huống pre-fire luôn tốt đến từ vị trí Hampus. Toto vẫn đang muốn đi tìm kiếm một cái mạng lẻ nào đó. Bom thì ở B, hai ông thì ở trên A, một ông thì ở ven. Nào bây giờ Toto đang móc sau đội hình của NIP. Sẽ là những tình huống mà Hampus kê lại rồi. Mạng dành cho vị trí Hampus nhưng không ngờ đến vị trí Alu đâu. Nhưng mà đây là một tình huống Alu chỉ còn lại một mình rồi. Trong một tình huống 1v1, Alu yếu máu lắm rồi. Và Alu đã có tình huống clutch một vai thành công nha. Và những cái quả lửa này trả ra thì nó là dấu chấm hết dành cho thành viên bên phía team S mà thôi. Thời gian chắc chắn nó sẽ đủ để gỡ bom. Và tỷ số được nâng lên đó là 12-2 dành cho NIP. 12-2 dành cho bên phía team NIP. Nhìn các thành viên bên phía team N thi đấu thì rất giống những cái thành viên mà mới chơi map giữa đời núc lần đầu. Họ chủ yếu đặt được bom và giành chiến thắng từ những round thi đấu mà đi cùng nhau để đổi mạng với tốc độ cao. Cảm thấy rằng là En sợ không hề có bài vở gì quá nhiều trong cái map đấu đề núc này cả. Mang tiếng là map pick đấy. Nhưng đây là pick cho đội bạn. Đây là pick cho đội bạn. Pick cho đội bạn nhưng mà không biết đội bạn có pick lại cho mình hay không đây. Có ca có lại mới vực lại được nhau, nó không biết được. Hãy cùng xem nào, một round đấu full bài cuối cùng của lượt first half đến từ bên phía team End. 13-2 hay là 12-3 đây. Setup 3 quả smoke ra để có thể đi vào khu gara cũng như là đi outside cách dễ hơn. Và quả flash của ZTR trắng xóa, Alu kịp cho mình đổi một nhưng trước đó Hampus có lấy được cái đầu của Snappy. Tiếp theo Alu muốn pick thêm người cơ. Polovsky liệu nhìn thấy không, nghe tiếng tách rơi xuống chắc chắn là anh chàng Alu này cũng tách luôn. 2v3, Polovsky chọn cho mình một cái góc đứng ở trong cái quả smoke này. Doto không hề biết và Nack lại còn bắt được anh chàng Spirit ở khu vực B-Ram cơ. Tiếp theo chúng ta có gì nào? Chúng ta có round thắng thứ 13 dành cho NIP. Một round thi đấu, một cái lượt thi đấu first half phải gọi là hỏa tốc. Mới có 26 phút thôi thì đã hết rồi. Và bây giờ thì xin anh em chúng ta sẽ cùng nghỉ ngơi 1 phút trước khi đến với những lượt tiếp theo của second half thôi.
Hey future pros, took the private jet to Nuke today to give you a flash for the A side. This flash will help your team greatly. First, make sure you shoot out this window. To do this flash, get into this corner just outside of T-spawn. Aim above the third window in the middle of the white metal cladding. Then run forwards and jump throw the flash as you get into the center of the window. A site is a complex site, so this flash won't blind everybody, but it certainly will help. Good luck, as you're gonna need it. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng xem là trận thi đấu này có kết thúc nhanh ở đây hay không. Khi mà En đã có một cái bộ mặt bạc nhược ở bên phía T-side. Và giờ đây thì họ bắn CT, Doto đã lên cho mình một khẩu súng có thương hiệu là Thanh Trừng rồi. Có thêm quả smoke nữa trên người của Doto, nhưng đây sẽ là tình huống mà NIP có vẻ như đang muốn phi xuống khu bom xe B thì đúng hơn. Hai quả flash sẽ được pop ra vị trí outside để cho Rex cũng như là Polovsky di chuyển. Dicha đã có thông tin là đối phương có nhiều ở cái khu outside rồi, nhưng Dicha không biết rằng đã có một người lọt xuống secret, đó là vị trí của Rex. Vâng, hãy cùng xem Rex liệu bắt gái không đây. Bom xe B đó là Alu cũng như là Snappy đang chân giữ. Hãy cùng xem nào, Nắc nhìn thấy một người khu gara rồi. Nắc đang cầm một khẩu P2510 trong tay. Chúng ta thấy rằng là bên phía NIP họ đang bài cực kỳ là đồng đội cho nhau. Hãy cùng xem Rex thì đang bắn yếu lại chàng Alu rồi. Các thành viên bên phía của team NIP sẽ làm như nào đây? Rex hạ gục Alu, nhưng mà ở trên bom xe Doto bắt được Rampus. Và đây Rex có cho mình cái double kill. Bom xe B giờ đã chống trải dành cho các thành viên bên team NIP rồi. B clear nhưng mà NIP thì đang muốn đánh lên bom xe A cơ. Dicha có mặt ở vị trí Heaven, nhưng bây giờ Rex nhìn thấy rồi. Và bây giờ thì không thể có triple kill đến từ vị trí của Rex. En đang bị lừa là đối phương xuống B, nhưng ai ngờ là đối phương lên A. Polovsky hạ gục được Dicha và Spirit sẽ là key player trong khu bom xe này. Nào, Phoenix lộ rồi. Phoenix bắn khô cả tóc thì đó là double kill dành cho vị trí của GTA. 14-2 và thôi, trận đấu này nó mang phong cách tàu nhanh rồi. Vâng, và em họ đã bắt đầu nên có những cái suy nghĩ về cái map đấu Mirage làm sao để hòa đi. Chứ thiếu những cái tình hình như này xảy ra thì cái tỷ số nó dễ dàng là 16-2 lắm, cực kỳ trong vánh. Dù gì lắm là thành 16-5. Chứ bắn như thế này thì phải nói thật, mà không muốn nói nặng lời, đó là no hope.
Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng xem là trong một round thì Fork Bay đến từ bên phía team N thì họ có đổi mới gì hay không đây. À, Alu đã bắn vào người của vị trí Rex rồi. Nhưng bây giờ thì sẽ là một tình huống mà NIP tôi nghĩ rằng họ đang muốn đánh chậm. Vâng, họ muốn đánh chậm nhưng mà kịp bắt cho mình cho anh chàng đi trà. Alu đang làm rất tốt với khẩu scout trong tay, bắn yếu được hai người rồi. Nó sẽ là một cái lợi thế không hề nhỏ cho những khẩu lục ở trong bom sai A đâu nha. Và cho ai cùng xem nào, các bên phía team NIP thì có vẻ là đang muốn đánh vào bom sai B. Ừ, đang đứng ngay cạnh nhau và Doto không hề check bên phải của mình. Không, chính xác là bên trái, nhưng điều đó không quá quan trọng khi mà anh chàng Doto bắt đã bị bắt chết rồi. Và bây giờ thì sẽ làm tình huống mà các thành viên bên phía team NIP đang đưa bom lên khu bom sai A. Spinix đang bắt buộc phải đẩy để lấy thông tin dành cho các thành viên bên phía team N rồi. Nhưng bây giờ thì các thành viên bên phía team NIP họ vẫn đang chờ những tình huống đi biter đến từ Hampers. Một A, một Ram và một trong cục lobby, đó là những vị trí hiện tại của bên phía team N. Hampers đẩy ra và bắn chết đi Snappy rồi. Spinix bắt buộc phải đẩy thôi, nhưng mà anh chàng này đang đẩy về cửa vàng, nó là một quyết định hợp lý nha. Spinix đang đi sau đội ngũ NIP và liệu rằng có một tình huống tỏa sáng nào đến từ player của Israel không đây. Mạng thứ 6 dành cho Spinix rồi, nhưng bây giờ thì ngay gần khu Techit là một người. GTA bắt đi được vị trí của Alu và bây giờ Spinix đã bị lốc vào cái đường di chuyển. Thôi xong, Spinix sẽ nằm xuống ở đây rồi. Đúng là như vậy, 15-2 và nó sẽ là 16-2. Tôi nói thẳng luôn, không có cơ hội dành cho bên phía team N. Rất đáng tiếc khi họ không thể chơi được một round đấu full buy nào ở bên phía City Side cả. Và chúng ta cùng xem. Round trước Fork Buy thua, round này bắt buộc chỉ có thể là Fork Buy mà thôi. Hampers 22 mạng rồi. Ngày hôm nay map trước đợt núp này thì các thành viên của bên phía team NIP họ đang bắn rất là tốt. Xác. Alu lại bắn yếu một người, nhưng mà ở trong round trước cũng quay khắp khoảng thời gian này và cũng cái góc yếu đó. Alu bắn yếu được một người, nhưng mà cuối cùng thì team của mình thua. Round thi hôm nay thì sao đây? Liệu rằng có khởi sắc hơn hay không đây? Nhìn qua cái lượng súng thôi thì đã thấy là thua rồi. Ở bảng A, chúng ta đã được nói rất nhiều về gọi là một rổ mắt boy, và đến ngày hôm nay được gọi là một tá mắt boy. Đúng rồi, đúng rồi. Một tá mắt boy luôn. Thực ra một tá cộng một, nhưng anh em có thể hiểu được mà. Quá nhiều mắt boy cho NIP. Và chắc chắn một round đấu như này khả năng họ sẽ không bị sẩy chân đâu. Alu không bắt được ai ở trên khu trên cao cả. Hãy cùng xem nào, Poloski muốn đẩy vào. Và Spinix nhoi cái đầu của mình lên là khá bị bắn xuống này. Nhưng mà có vẻ Poloski chưa nhìn thấy thì phải. Snappy đang là người lợi thế đầu tiên và bắt đường chào Poloski rồi. Chọn cho mình tình huống sủi, bắt bồ kill Snappy. Và đang nuôi lên một cái cơ hội dành cho Ends có thêm round thắng thứ 3. Mặc dù chặng đường là rất dài. Liệu rằng đây có phải là round thiếu thứ 3 để cho bên phía team N hay không? Nhưng đây khả năng cao sẽ là một tình huống mà NIP đang muốn đổi hướng lên khu Bonsaia rồi. Doto lộ vị trí và cứ đứng ở cái ven này thì sẽ bị đục chết vào thôi. Một người đã lọt xuống ven và bây giờ Spinix hạ gục đi Hampers thành công. 2v3 khi mà Rex hạ gục đi Spinix. Bây giờ thì GTA sẽ thoải mái đặt bom ở trong khu bom CB thôi, khi mà biết là có 2A rồi. Nhưng bây giờ thì N đã back up xuống B là cực kỳ nhanh. Sủi là kịp thời đến từ vị trí GTA và đợi cho Rex về cùng. Bây giờ Snappy và Alu sẽ có một tình huống giữ bom với một khẩu Scout và một khẩu Gali. Nhưng bây giờ thì GTA sẽ tạo ra rất nhiều áp lực ở cái vị trí cửa vàng này. Cái lỗ hiện ra rồi. GTA bắn lôi skill, nhưng bây giờ thì Rex chỉ cần cầu tham mà thôi khi mà đối phương không có kit. Nào, một người kê, một người gỡ luôn. Và bây giờ thì Rex ơi, người gỡ bom chết rồi. Và GG well play. NIP đã giành chiến thắng. Và tôi, điều tôi nói là đúng, 16-2. Bắn như này thì lên bàn làm cái gì? Quá kinh khủng đến từ các thành viên bên phía team NIP. Họ đã hủy diệt Alu cùng những người cận vệ của mình với cái tỷ số cực kỳ chóng vánh 16-2. Và có lẽ các thành viên bên phía team N họ nên suy nghĩ làm sao để có thể chiến thắng trong bắt đầu Mirage đi. Bây giờ nó đang là rất khó khăn rồi. Nhưng trong cùng chúng ta thấy rằng là... Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng... nghỉ ngơi tại đây thôi trước khi đến map thứ tiếp theo, map thứ đời mỹ đấy. Mà bây giờ thì anh em nghỉ ngơi tại đây. Cái lâu thất nhầm nha anh em nhá, cái lâu thất nhầm nhá. Xin chào và hẹn gặp lại anh em sau khoảng 10 phút nghỉ ngơi.